những công trình sẽ có tại dự án thành phố thông minh 4,2 tỷ đô la Mỹ ở Hà Nội. Dự án thành phố thông minh sẽ có tháp tài chính 108 tầng, hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Thông tin này được nêu trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thành phố thông minh. Quyết định trên được Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành ký ngày 5 tháng 3. Dự án được đầu tư trên diện tích hơn 270 ha tại ba xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Chủ dự án là công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, North Hà Nội Smart City. Đây là liên doanh giữa tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Thành phố Hà Nội công bố triển khai dự án trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ này hồi đầu tháng 11 năm 2023. Dự án thành phố thông minh sẽ được thực hiện trong 9 năm chia làm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 chủ đầu tư sẽ xây dựng 60 căn nhà liền kề, 5 tầng, 247 biệt thự, 4 tầng. Đồng thời, một chung cư 22 tầng, 9 tòa nhà chung cư hỗn hợp cao 45 tầng cũng sẽ được đầu tư. Các công trình phục vụ giáo dục gồm 3 trường mầm non, 3 tầng, 2 trường tiểu học, 4 tầng, 2 trường trung học cơ sở, 4 tầng. Ngoài ra, giai đoạn này còn có thêm một số hạng mục khác như hệ thống cây xanh, công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe. Các công trình được xây dựng trong giai đoạn đầu tư có quy mô khoảng 72,7 ha, tương đương gần 27% tổng diện tích dự án. Ở giai đoạn tiếp theo, quy mô khoảng 67,5 ha, dự án sẽ có thêm 209 căn biệt thự, 4 công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng, một trường mầm non. Tại giai đoạn 3, chủ đầu tư sẽ xây loạt công trình trên diện tích khoảng 65,7 ha. Trong đó, có một trường quốc tế cao 3 tầng, một trường mẫu giáo cao 2 tầng, 4 công trình nhà văn phòng thương mại kết hợp nhà ở cao 27 đến 44 tầng. 12 công trình công cộng thành phố quy mô 5 đến 44 tầng với mật độ xây dựng tương ứng từ 11,2 đến 48%. Hai công trình công cộng thành phố quy mô 3 đến 40 tầng cũng sẽ được đầu tư tại giai đoạn 4 của dự án. Trong thời kỳ này, 7 công trình hỗn hợp nhà ở, thương mại, văn phòng từ 25 đến 35 tầng cũng sẽ được xây dựng, mật độ 24 đến 45%. Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ đầu tư một trường trung học cơ sở, một bãi đỗ xe. Trung tâm tài chính thương mại hỗn hợp cao 108 tầng, được coi là điểm nhấn. Trái tim của dự án thành phố thông minh sẽ được xây dựng ở giai đoạn cuối cùng, cuối năm 2030 đến cuối năm 2032. Tòa tháp này cao 639 mét, nằm tại ô đất 3.3.4 trên diện tích hơn 133.000 mét vuông, mật độ xây dựng gần 23%. Sau khi hoàn thành, dự án thành phố thông minh dự kiến có quy mô dân số hơn 25.740 người. Dự án thành phố thông minh được BRG và Sumitomo ký thỏa thuận cùng phát triển hồi giữa năm 2017. Sumitomo, tập đoàn hơn 100 năm tuổi của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995. Doanh nghiệp này đầu tư và tham gia các dự án như khu công nghiệp Thăng Long 1 và 2 tại Hà Nội và Hưng Yên. Tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tổng thầu xây dựng các nhà máy nhiệt điện phả lại, Duyên Hải 3 mở rộng, Phú Mỹ 22. Còn BRG là một trong những tập đoàn đa ngành tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ. Dự án thành phố thông minh có vị trí quan trọng, nằm tại chân cầu Nhật Tân, bờ Bắc sông Hồng, giữa cầu Thăng Long và cầu Long Biên, trên trục đường Võ Nguyên Giáp kết nối trung tâm thành phố và khu vực Hồ Tây tới sân bay quốc tế Nội Bài. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ đô la Mỹ này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe, học tập và kinh tế loạt đường sẽ mở quanh khu Smart City Đông Anh Hà Nội. Theo quy hoạch, quanh dự án Smart City tại Đông Anh của BRG có 6 đường được mở, trong đó 3 tuyến chính, mặt cắt ngang 40 đến 50 m. Dự án thành phố thông minh Smart City phía Bắc Hà Nội tại huyện Đông Anh do tập đoàn BRG và Sumitomo phát triển đã được Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1 trên 500. Dự án nằm hai bên tuyến đường Nhật Tân, Nội Bài, có quy mô khoảng 270 ha và tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ đô la Mỹ. Các con đường chính quanh dự án hiện tại gồm Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp. Theo quy hoạch phân khu đô thị N7 tại đồ án quy hoạch chung đến 2030, tầm nhìn 2050 của Hà Nội, khu vực này sẽ có thêm loạt tuyến đường mở mới, trong đó ba tuyến chính mặt cắt ngang 40 đến 50m giúp tăng kết nối với đường Võ Nguyên Giáp và phía trung tâm Đông Anh. Tuyến số 1 có mặt cắt ngang 50m, dài khoảng 3km. Đây sẽ là trục chính của dự án Smart City từ Đê Tả sông Hồng cắt qua đường Hoàng Sa để nối vào đường gom vào võ Nguyên Giáp. Với mặt cắt ngang 40 m tuyến số 2 sẽ giúp kết nối từ quốc lộ 23 với đường dẫn lên cầu Tứ Liên được xây dựng trong tương lai. Tuyến đường dài khoảng 6 km này sẽ cắt qua đường Vân Trì, võ Nguyễn Giáp, quốc lộ 3. Tuyến số 3 rộng khoảng 40 m dài 1 km. Đây là con đường từ Vành Đai 3 qua quốc lộ 23, đoạn xã Tiên Dương, dự án công viên Kim Quy và kết thúc ở đường Trường Sa. Tuyến số 4, 5 rộng khoảng 30 mét, tuyến số 6 rộng khoảng 40 mét. Đây là 3 tuyến đường nội bộ của dự án Smart City. Trong đó, tuyến số 4 chạy quanh dự án, từ đường Phương Trạch, qua Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc tuyến số 5 nối tuyến số 4, số 1 và đường Phương Trạch. Tuyến số 6 giúp kết nối tuyến số 4 với đường Phương Trạch.